viên U20 Việt Nam không muốn nhắc đến trọng tài, Khuất Văn Khang biết ơn đồng đội. U20 Việt Nam đã có chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á 2023. Bàn thắng của Quốc Việt và Văn Trường giúp các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh bại U20 Qatar với tỷ số 2-1. Họp báo sau trận, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu rất chừng mực: "Tôi xin chúc mừng đội U20 Việt Nam đã giành được 3 điểm quý giá và tạm đứng đầu bảng. Tuy nhiên, tôi không muốn nói quá nhiều về chiến thắng này vì mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Chúng tôi sẽ chỉ có ít ngày chuẩn bị cho trận đấu với U20 Iran. Chiến thắng trước U20 Qatar rất quan trọng, nhưng mục tiêu còn phải là thắng trận cuối cùng ở vòng bảng. Không thắng được trận cuối thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Trong trường hợp có 3 đội cùng 6 điểm, các hiệu số sẽ quyết định. Do đó phải hết sức thận trọng. Chúng tôi sẽ có những tính toán thêm để chuẩn bị cho trận gặp U20 Iran. Ở trận đấu gặp U20 Qatar, trọng tài người Uzbekistan đã có một số quyết định không có lợi cho đội U20 Việt Nam. Khi được đề nghị nhận xét về công tác trọng tài ở trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Ai cũng nhìn thấy các diễn tiến trên sân nên nói về trọng tài vào lúc này có lẽ là thừa. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Chúng tôi đặt chỉ tiêu có 3 điểm trước U20 Qatar và quan trọng nhất là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ là lúc phải nghĩ đến điều lớn hơn. Toàn đội sẽ dành tư duy cho trận gặp U23 Iran sau đây 3 ngày nữa." Đội trưởng Khuất Văn Khang đã nhận được các câu hỏi từ các phóng viên nước ngoài. Anh chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc. Tôi rất biết ơn các cầu thủ, các đồng đội của tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì U20 Việt Nam đã có 2 chiến thắng liên tiếp. Đó là thành quả của công sức cả đội đã bỏ ra. Cảm giác không thể diễn tả nổi. Chúng tôi hướng đến một kết quả tuyệt vời nữa khi gặp U23 Iran. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn."